Bây giờ xin mời bà con nghe tiếp phần thứ hai của Hồi ký cải tạo của Nguyễn Vĩnh Bình. Những tướng Việt Nam Cộng Hòa đã qua bệnh viện Yên Bái. Chuẩn tướng PHTH, cục trưởng cục quân y đến bệnh viện không phải để được điều trị, mà chỉ để tạm trú qua đêm, để đêm hôm sau xuôi về Nam, có lẽ để được phóng thích. Chúng tôi rất vui mừng vì ông là người đầu tiên thoát khỏi thiên đường Cộng sản. Thiếu tướng DVQ, cựu tư lệnh lực lượng đặc biệt đến bệnh viện vì bị đau dạ dày, là tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông không bao giờ hạ mình tuân lệnh nội quy bệnh viện, nghiêm chỉnh đứng chào cán bộ mỗi khi họ vào phòng. Bọn nhóc tì vô cùng tức giận, hạnh hoẹ chửi rủa cọc cằn, chúng liền trả ông về trại cũ. Có sao, ở đây cũng chẳng có thuốc men khác chi ở trại. Tôi được biết ông mất một thời gian sau đó và cũng chẳng có thuốc thang gì. Thiếu tướng NGXTR, Bộ Tổng Tham mưu, được đưa đến bệnh viện trong cơn đau đớn tột cùng của cơn đột phát tăng nhãn áp cấp tính. Ông đến không đúng lúc vì lúc đó bệnh viện đang có một phái đoàn y tế cao cấp đến công tác, phổ biến và nâng cao trình độ y học cho cán bộ bệnh viện. Họ đem trường hợp của ông để giảng dạy và phô trương. Họ đem ông vào phòng mổ và biểu diễn tài giải phẫu bằng mổ và móc mắt ông. Đây là cách điều trị siêu hạng xã hội chủ nghĩa. Từ nay, một tướng Việt Nam Cộng Hòa nhờ được ta cứu, nhìn vinh quang cách mạng với một con mắt đầy cảm phục. Y sĩ thiếu tướng VNGH, cựu cục trưởng cục quân y đến vì bị sa bẹn, sợ trường hợp của thiếu tướng TR tái diễn, anh bạn bác sĩ PHTNL này nảy sinh được làm phụ mổ. May phước, tướng H được tay qua nạn khỏi. Ông được xuất viện trở về trại cũ sau khi được mổ khá bình thường. Một ông tướng của thống tướng Tưởng Giới Thạch tình nguyện phục vụ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được đưa đến bệnh viện vì bị đái tra máu do nhiếp hậu tuyến bị sưng. Ông rất hề hà, nói không rành tiếng Việt, không thuốc men gì, trở về trại thôi. Một tù cải tạo hào hùng. Một bạn vàng, ở bên trại 4 Hoàng Liên Sơn có một cải tạo viên rất nổi tiếng. Từ Nam ra Bắc, anh có cuộc sống rất hào hùng, dọc ngang trời đất, trên đầu nào có ai. Anh sống rất hiên ngang, coi bọn cán bộ không ra gì. Anh có cái hay là lúc nào anh cũng thoát khỏi đòn thù của bọn họ. Đó là tiểu đoàn trưởng nhảy dù NGNL. Tôi được kể lại khi ở trại Sơn La, một sáng ra ngoài lao động, đội đang đi thì có một thiếu phụ người Dao. Đồng bào Dao rất nổi tiếng vì cái đầu tóc rất bù xù, một năm mới tắm gội một lần. Bà đi ngược chiều, NL bỏ hàng ngũ và bất tỉnh bơ theo gót người đẹp và chung sống được một tuần. Nhớ bạn bè, anh lại trở về trại, không nghe nói anh bị hình phạt ra sao. Chỉ biết một thời gian sau, anh được chuyển đến bệnh xá của các bạn đồng nghiệp cũ của tôi vì chảy máu hậu môn. Các bạn đồng nghiệp tìm cách chuyển anh về bệnh viện Yên Bái. Anh có đến gặp tôi và chuyển lời chào của các bạn cũ. Một thời gian sau, anh xuất viện, nằm ở khu chờ đợi trại cũ đến lãnh về. Một bữa, lúc 4:30 sáng, anh âm thầm ra trại, đem theo quần áo bạn bè ra chợ Yên Bái đổi lấy thức ăn, bánh trái và ăn uống suốt ngày thoải mái. Đến 11 giờ đêm anh lục tục đi về. Trong nháy mắt anh quăng phát tất cả bánh trái cho anh em. Vừa đúng, vệ binh chạy đến bắt và còng anh đi. Sáng sớm tôi ra giếng rửa mặt, gặp anh bị còng trói phơi người trong đêm lạnh. Tôi nhìn anh đầy thán phục, anh nhìn tôi mỉm cười coi như trò chơi. Anh thật là một hảo hán trong cõi lao tù. Đồng thời ở bệnh viện Yên Bái có một anh rất được mến mộ, anh đại úy thiết giáp TTV. Anh có dáng như một ong đĩa, tay chân bụng mặt no tròn sưng phù, cái miệng lúc nào cũng cười toe toét. Anh bị viêm thận vô niệu, mỗi ngày chỉ đái được một vài giọt nước đỏ lòm và cũng không có thuốc men gì cả. Trong gói quà tôi nhận được có ít viên B1 nội hóa, tôi đem cho anh uống. Do sự trùng hợp ngẫu nhiên, trong đêm anh đi đái được và đái rất nhiều. Sau 2 ngày, anh như một ông già Michelin bị xì hơi.
thành một anh hề hót đi ốm lòi xương. Chúng tôi trở thành đôi bạn đầy cảm thông. Chúng tôi không nói gì với nhau nhiều, nhưng mỗi lần gặp nhau chúng tôi thấy vui trong lòng. Một sự hồi sinh. Thời gian ở bệnh viện Yên Bái là thời gian khổ tâm vô cùng. Tôi tìm lại nguồn an ủi bằng cách ôn lại trong đầu những bài giảng đạo khi tôi còn học ở trường La Sang Ta Bẹt. Một ông trung tá cho tôi mượn đọc một cuốn sách kinh mà ông giấu được. Hàng đêm tôi đọc kinh thầm và suy gẫm lời thánh kinh. Lần hồi trong tôi xâm nhập lòng thương xót và hoài niệm về tình thương. Cái đói lạnh, cái khổ thể xác và tinh thần vẫn còn đó, nhưng tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chung quanh tôi có rất nhiều gương có lòng tốt tình người. Bọn tôi không ai có thể thoát chết mà về được với gia đình nếu không có sự giúp đỡ, chia sẻ, săn sóc và an ủi của anh em đồng cảnh tù. Về sau, tôi được chứng kiến nhiều cảnh cảm động của những cụ già, những thiếu phụ xanh xao ốm yếu, những trẻ thơ gầy guộc ngơ ngác, lặn lội từ xa gồng gánh những gói quà tra nuôi và cứu chữa anh em chúng tôi. Chính tình yêu của gia đình đã vực chúng tôi khỏi vực thẳm của tử thần. Tôi cũng đã chứng kiến, trong cảnh lao tù thiếu thốn, một số trong anh em chúng tôi đối xử đầy tình người với chính những kẻ đã đối xử chúng tôi như kẻ thù, và chúng tôi cũng giúp đỡ được đồng bào trong những trường hợp hy hữu. Ngược lại, không ít trường hợp chúng tôi cũng nhận được lòng tốt của cán bộ, vệ binh và đồng bào, tuy là lén lút. Một thời buổi đáng ghi nhớ. Sưởi ấm ở Quảng Ninh. Thuở đó, vào cuối năm 1978, có tin đồn có vấn đề biên giới Việt Trung, đoàn 776 có dấu hiệu biên chế, khu dành cho đoàn bị giải tán. Bên cải tạo thì có nhiều trường hợp chuyển trại, lại còn một phần nhỏ để thanh toán trại và 40 anh em bệnh nhân quá yếu, không thể chuyển trại được. Tôi được trại bố trí để lo cho 40 anh em này để chuyển tới một địa điểm mới. Lần đầu tiên trại mướn hai chiếc xe dân sự, loại Volkswagen 14 chỗ ngồi, chở chúng tôi về Quảng Ninh, một trại tù dân sự do công an quản lý. Chúng tôi bị nhốt trong một phòng gạch có hai hàng băng xi măng, có tầng trên bằng gỗ, làm giường ngủ. Nơi đây có hai cụ già rất yếu, còn sót lại sau đợt chuyển trại của các viên chức cao cấp chế độ Cộng Hòa, trong đó có đại tá VVC, cựu đô trưởng Sài Gòn, một cụ là chủ đò Thủ Thiêm, một cụ là khóm trưởng. Hai cụ vì bị thù oán cá nhân với bọn cách mạng 30 địa phương mà bị đẩy ra đây. Hàng ngày, một trung úy công an với một tù hình sự đến mở cửa sắt điểm danh, cho tù hình sự đem nhiều bó tre đến để cho chúng tôi đang rủ rá. Chiều đến, ông đến kiểm điểm thành quả lao động trong ngày và nhốt chúng tôi vào lại chuồng, và đương nhiên là không có thuốc men cho mỗi ai. Ông chỉ định tôi chịu trách nhiệm anh em. Những ngày đầu chúng tôi rất khốn khổ, chia ra từng nhóm riêng rẽ và có xảy ra hột hạt tranh chấp. Một bầu không khí nặng nề khó chịu bao trùm chúng tôi. Ai nấy nặng trĩu ưu tư, lo sợ. Cảnh thế này thì khó tránh được điều tệ hại nhất. Chúng tôi cùng quyết tâm với nhau, không có thuốc thì phải cố gắng tránh cho bệnh không trở nên trầm trọng. Không ăn uống đầy đủ thì phải tiết kiệm năng lượng. Làm sao? Lao động tối thiểu, ngủ nhiều để dưỡng sức, vì mất ngủ sẽ hao mòn sức khỏe rất nhanh, tránh buồn phiền ưu tư và gây gổ, nâng cao tinh thần bằng vui ca và tự hào về đời sống ngụy của chúng mình. Từ đó tôi làm việc cầm chừng, nhiều anh sinh hoạt làm thơ, học đàn, sáng tác nhạc, tối lại chúng tôi đàn ca hát nhạc vàng, kể nhau nghe thành tích quá khứ, chuyện trưởng và chuyện tiếu lâm. Và chúng tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chúng tôi có cuộc sống bất chấp kỷ luật và nội quy trại. Cùi rồi đâu sợ lỡ. Cũng may ông trung úy và cả trại dường như bỏ bê chúng tôi. Chúng tôi đâu có hay rằng chúng tôi được đoàn 776 chuyển đến đây để tạm trú. Trong những ngày tháng giá lạnh của mùa đông, chúng tôi đã qua được những ngày lạnh giá mùa Giáng sinh và mùa Tết 78-79 đáng ghi nhớ nhất. Vì chúng tôi đã sống như con người của chúng tôi trước năm 75, không một ai trong chúng tôi bị trở bệnh và mệnh hệ. Trại Mễ Nam Định, rửa tội và về Nam.
Ra xuân vào tháng 4 năm 79, chúng tôi được trả về trại Nam Hà do công an quản trị. Chúng tôi được đưa đến trại Mễ, trại bệnh của hệ thống trại tù Nam Hà. Trại này ở ngoại ô Phủ Lý, Nam Định, cạnh một nhánh của sông Mã. Trại có rất nhiều anh em cải tạo bệnh nặng từ các trại từ Nam Hà chuyển đến. Hàng đêm tiếng còi hú của đoàn tàu xuôi Nam làm không ít anh em thức giấc đêm dài. Tại đây chúng tôi bắt đầu được gia đình ra thăm nuôi, và trại cũng bắt đầu kinh doanh làm tiền bằng cuối tuần nấu phở bán cho cải tạo viên hoặc trao đổi lén lút hàng hóa. Và cũng tại đây bắt đầu có những đợt phóng thích. Mỗi lần thấy một số trong 40 anh em chúng tôi được về sum họp cùng gia đình, trong tôi có một cảm giác mừng vui khó tả. Đặc biệt nơi đây, cha Hát, linh mục dòng Đồng Công đã rửa tội cho tôi dưới sự chứng kiến của một vài anh em công giáo. Ban trật tự sắp xếp tôi làm công tác y tế cho trại. Đó là mỗi sáng sớm khám những anh em khai bệnh để khỏi lao động. Đã nói nơi đây là trại bệnh, nhưng ban điều hành lại vẫn bắt anh em lao động, dù là chẳng có gì, nhưng mục đích vẫn là đầy ải. Vì vậy anh em nào không muốn lao động thì tôi cứ ghi thuận miễn lao động, cùng lắm thì tôi sẵn sàng bị đuổi trở về cùng với anh em lao động. Rồi một ngày tôi được kêu lên trại làm việc, tôi bị bắt ký vào một tờ giấy khai tôi không bị hành hạ ở trong các trại cải tạo. Hôm sau, một mình tôi bị chuyển trại, tôi buồn và hoang mang. Nhưng sau hàng rào, sau lại có một vài anh em vẫy tay chào tôi vui vẻ, tôi được đưa vào trại A Nam Hà vào ngày lễ 2 tháng 9. Gặp lại một vài bạn các trại tù cũ, tôi được biết nơi bệnh xá trại này đã quy tụ các anh em đồng nghiệp đã ở cùng chung trại Sơn La. Sáng hôm sau, chúng tôi độ 14 người được tập họp ở một khoảng sân trống. Nhìn lại toàn là anh em chúng tôi, đều là những y nha dược sĩ của các trại tù miền Bắc. Một cán bộ tuyên bố, các anh được tự do, chúng tôi sẽ đưa các anh ra ga Hàng Cỏ Hà Nội. Chúng tôi sẽ trao các anh vé tàu lửa và tiền lộ phí. Kể từ đây chúng tôi hết trách nhiệm về các anh. Chỉ có vậy, vào tù cũng không có lệnh ra tù, chỉ là lời nói. Tôi giữ lại một kỷ niệm với thủ đô xã hội chủ nghĩa bằng ăn một tô phở ở chợ Đồng Xuân. Tưởng là bát phở nổi danh của Hà Nội 36 phố phường. Nhà đâu là tô phở nhạt nhè xã hội chủ nghĩa mà ngay cả tôi, một tù cải tạo đói khát cũng không thưởng thức nổi. Từ tù nhỏ ra tù lớn. Sau 4 ngày 5 đêm thì chúng tôi cũng về được đến Sài Gòn thân yêu. Ga Bình Triệu hơi vắng. Chúng tôi xuống sau cùng một vài bạn được gia đình đón trước, rồi tất cả cũng rời đi, còn lại tôi và một anh bạn nha sĩ trẻ, không tiền, không thân nhân. Một bác phu xích lô máy đồng ý chở chúng tôi về nhà, trả tiền sau. Mà nhà nào? Nhà tôi quanh quẩn chợ Bà Chiểu, gần trạm hát Cao Đồng Hân nay còn đâu. Thôi thì về nhà ông bà già vợ ở đâu đó ở Hóc Môn. Trong thơ duy nhất mà tôi nhận được, ba má nhà tôi bị đuổi ra khỏi nhà ở trong nha một súc và có về Hóc Môn ở ấp cây sọt làm trại nuôi heo. Bác xích lô máy chở chúng tôi qua Hạnh Thông Tây đến chợ Cầu, nơi đây có vài trại nuôi heo, và hỏi thăm trại của bác sĩ Tư, và đây rồi chúng tôi cũng tới được. Ba má ơi, con về đây. Tiếng chó sủa rân, một ánh đèn dầu bật sáng, em vợ tôi bật cửa chạy ra. Vào nhà, ba má già nua thấy rõ, nhìn hai chúng tôi ngỡ ngàng và thương hại. Má tôi và cả gia đình bên tôi đã vượt biên và hiện đoàn tụ cùng một người chị và một người anh đã ra đi từ tháng 4 năm 75. Ngoại tôi 84 tuổi cũng đi theo vượt biên, bà thở hơi thở cuối cùng khi vừa đặt chân trên đảo Bi Đông. Bà đã hy sinh cho con cháu được sống, ngoại ơi ngoại. Tin thứ nhì là nhà tôi và thằng con trai 10 tuổi đang ở miền Bắc tìm cách thăm nuôi tôi. Một thiếu phụ, hai con giữa bầy thú dữ. Nhà tôi là một trong hai bác sĩ chế độ cũ còn lại phục vụ cho bệnh viện Long Xuyên. Nhà tôi phụ trách ngoại khoa và giải phẫu, làm việc rất bận rộn và vất vả. Cùng với toàn thể nhân viên chế độ cũ, nhà tôi được ban giám đốc và lãnh đạo đối xử như những công dân hạng hai. Vào thời bao cấp, ngăn sông cấm chợ, nhà tôi và hai con sống rất chật vật và thiếu thốn như mọi người. Không được tin tức của tôi là nỗi đau lòng luôn luôn canh cánh bên lòng.
Nhà tôi cằn cỗi và tiều tụy trông thấy. Đã vậy, có lắm lần bọn cách mạng tìm cách lại veo vãn nhà tôi. Có một anh chàng đến nói thẳng, thằng chồng của cô sẽ không bao giờ được thả về. Có thế mới bắt cô ở lại phục vụ bệnh viện chứ. Cô nên sớm lo liệu cho cô đi. Rồi có lần hắn đến giằng một cái cọc cây súng lục trên mặt bàn và nói, nhiều khi lời nói không đem đến kết quả thì việc này sẽ làm được việc. Cũng may hắn ta có lẽ có quá nhiều thành tích nên bị chuyển công tác khỏi tỉnh. Khi chuẩn bị vượt biên, má tôi cũng kêu nhà tôi cùng đi, bảo rằng biết bao giờ thằng Bình mới được thả về. Nhà tôi vâng lời, trùng vào ngày nhà tôi và hai con đi theo chị tôi xuống trước để xuống ghe trốn đi, thì nhận được lá thư duy nhất của tôi gửi về từ Yên Bái. Nhà tôi nảy ra ý, nếu nhà đi vượt biên thì bao giờ tôi mới được ra tù. Vì vậy, vào giờ chót nhà tôi ở lại. Cũng may tối hôm đó, thằng con trai lên cơn sốt, nó bị sưng màng ốc, số nó còn hên nên được cứu chữa kịp thời. Có một bạn tôi, bác sĩ DHD làm ở Châu Đốc. Anh sắp bị cho đi tù vì bị kết tội là cố tình mổ chết một cán bộ. Nhà tôi cho anh hay và nói anh khai bệnh để chuyển từ Châu Đốc xuống Long Xuyên, để nhà tôi gấp rút chuyển anh về bệnh viện Bình Dân vì quá khả năng điều trị. Trước khi đi anh kịp thời bảo nhà tôi, chị ráng lo cho thằng Bình chứ không thì nó sẽ chết hoài bắc. Anh cho nhà tôi địa chỉ của bạn cùng lớp. Anh này là em của Thứ trưởng Bộ Y tế Sáu Cương. Nhà tôi liền lên gặp anh ta và Sáu Cương. Ông này nói thẳng, ai à, tôi cũng muốn xin về để phục vụ ngành y tế rất thiếu bác sĩ. Nhưng vừa lãnh xong vừa về thì hôm sau lại đi vượt biên tốt luôn. Coi kìa, bác sĩ TPHL cũng là bạn của TR và chồng cô. Tôi lãnh về xong thì cũng vượt biên mất rồi. Vậy cô có bảo đảm với tôi rằng nếu được lãnh ra về, anh Bình và cô có hứa sẽ ở lại phục vụ hay không? Nhà tôi trả lời ngay tức thì, danh dự không cho phép tôi hứa những gì trong tương lai, thời thế không cho tôi giữ được. Quả là câu trả lời quá bộc trực của dân miền Nam. Ông Sáu Cương cảm thông và đích thân viết một đơn lãnh chồng và đưa cho nhà tôi ký. Vừa về lại Long Xuyên thì có một cô em đến cho nhà tôi hay. Em mới vừa thăm ba em ở tù ngoài Bắc về. Ba em cho biết bác sĩ Bình đang ở cùng trại với ba em. Bà bác sĩ Bình bệnh rất nặng. Bà bác sĩ đi thăm mau đi kẻo không kịp. Tin này loan ra mau, rất nhiều người thân đến giúp nhà tôi chuẩn bị đồ đạc để gấp rút ra thăm tôi. Cùng lúc trong bệnh viện có một bệnh nhân già bị thổ huyết nặng vì loét bao tử. Nhà tôi mổ khẩn cấp. Hôm sau trước khi về Sài Gòn để ra bắt, nhà tôi vào bệnh viện hậu phẫu thăm ông. Còn ông cảm ơn nhà tôi. Nghe nói bác sĩ sắp ra thăm ông ở ngoài Bắc, tôi có thể giúp bác sĩ mua vé máy bay. Thời buổi này mà đòi đi thăm chồng bằng máy bay thì chuyện không tưởng. Nhà tôi không chú ý lắm. Cho đến khi đến ga xe lửa Sài Gòn mua giấy, thì được bảo rằng phải đăng ký một tuần lễ mới có vé. Nhà tôi mới đến nhờ mua vé máy bay và mua được hai giấy cho cả hai mẹ con ra Bắc. Hôm sau, nhà tôi và thằng con trai được cô B, một bệnh nhân cũ đến đưa ra phi trường. Tại đây, công an đòi phải xuất trình thẻ công nhân vì trên vé máy bay ghi tên nhà tôi là công nhân công ty xăng dầu đi công tác ở Hà Nội. Cô B liền bảo nhà tôi đứng chờ, cô chạy lên lầu và trở xuống với một cán bộ. Ông này là cháu của cô và cũng là trưởng công an phi trường. Ông can thiệp cho nhà tôi được lên phi cơ. Phi cơ rất dơ và chở toán người ngoại quốc, có lẽ là người Liên Xô. Đến phi trường Nội Bài cũng hơn 9 giờ tối. Phi trường rất tối và đe dọa. Trên xe ca về Hà Nội có hai thanh niên trẻ măng mặc quần áo bộ đội. Hai em giúp nhà tôi cất đồ đạc lên xe vì quá nặng nề cho mẹ con nhà tôi. Nhân tiện nhà tôi nhờ hai em xem hai địa chỉ nhà tôi được giới thiệu để tá túc trong thời gian thăm tôi và coi nơi nào thích hợp nhất. Xem xong, hai em nói, địa chỉ thứ nhất thì ở giữa thủ đô nhưng ở tận tầng 5 không tiện vì khi chị lên đó và trở xuống thì đồ đạc bị chúng quân mất đi rồi. Địa chỉ thứ hai thì ở ven đô thành tiện hơn và phải đi xa hơi. Hai em phụ trách đầu lên xe lôi, một loại xích lô như trong Nam, nhưng không có gối có đệm. Nhà tôi gửi hai em một chút tiền để dùng cà phê, hai em tuyệt nhiên từ chối. Hai em giúp chị vì thấy đồ đạc quá nặng này, thế thôi. Nhà tôi đến nơi thì đây là một căn nhà rất nhỏ,
Phía trước chân bán tạp hóa, phía sau là một cái phẳng để làm giường ngủ. Anh chủ nhà bảo, cô A là bạn của cô Minh, nhờ chúng tôi giúp đỡ. Như cô thấy chỗ chúng tôi quá chật. Thật tình, nếu cô không ngại, chúng tôi sẽ đưa cô đến một người bà con ở ngoại ô cô có thể tá túc được. Ông mới cho một em bé gái đạp xe hướng dẫn bắt xe lôi chở mẹ con nhà tôi đến ngã tư sở. Về sau chúng tôi cố tìm đến để tạ ơn thì không thể tìm ra. Hà Nội biến đổi quá nhanh. Nơi đây là một nhà xưa có hai trái, chủ nhà vui vẻ cho trú ngụ. Nhà giữa thì có hai phẳng cho hai vợ chồng và hai con. Bà cụ của chủ nhà ở một trái, bên trái kia thì vợ chồng em chủ nhà ở. Hai đứa con bị đuổi đi sang ở phía bên trái của vợ chồng người em, để chỗ cho mẹ con nhà tôi. Khoảng một giờ đêm nhà tôi nghe lục đục ở trước và tiếng xì xầm. Ông chủ nhà làm ca đêm vừa về. Sáng ra anh chủ nhà cũng tên Tường cùng với tên nhà tôi bảo. Cô ra thăm chú ấy ở phủ lý, đồ đạc nhiều quá chuyên chở bất tiện. Nếu cô không gấp thì chờ tôi vào sở xin phép nghỉ. Ngày mai tôi chở giúp cô vào thăm. Hôm sau ông cùng người em rể và một người bạn chở vợ con tôi vào trại mễ. Tới nơi sau khi chờ đợi khá lâu thì được cho biết không có giấy phép thăm nuôi thì họ không cho thăm. Anh Tường phải năn nỉ mãi thì mới được cho biết tôi không còn ở lại trại Mỹ nữa và đã được chuyển vào trại A Nam Hà. Anh Tường bảo, trại A ở đường đi Chi Nê, nhiều đồi dốc khó khăn, cô và cháu chịu khó ghi chặt mình ráng vào cho kịp giờ. Khổ nhọc lắm chúng tôi cũng đến được trại A để được cho biết là đã hết giờ thăm nuôi. Anh Tường lại năn nỉ. Cô em tôi ra thăm chú ấy, tôi phải nghỉ phép để đưa cô. Xin đồng chí thông cảm cho cô thăm chú. Nhưng vô ích, nhà tôi quá mệt mỏi và thất vọng ngồi bẹp xuống đất, nón lá che đầu. Một công an trẻ đến khiều trên nón lá và ngoắt nhà tôi đến một góc phòng. Tưởng là họ muốn làm tiền, nhà tôi đến và được hỏi nhỏ. Phải nhà chị có tên Nguyễn Vĩnh Bình không? Anh ấy được thả rồi. Nhà tôi mừng quá cho anh Tường hay. Đồng thời nói với anh công an trẻ, cho tôi tặng lại các anh gói hàng này, tôi không rinh về được. Anh công an trẻ vội nói, ấy chết, tôi mà nhận bọn họ biết tôi cho chị tin thì tôi chết với họ. Chúng tôi lại trở về Hà Nội. Anh Tường đưa nhà tôi lên bộ cải tạo để xác nhận tin tôi được thả về. Nơi đây bảo tuần sau trở lại sẽ có kết quả. Suốt thời gian chờ đợi, chị Tường đưa nhà tôi đi quanh Hà Nội. Một hôm chị bảo, hôm nay cô Tường và cháu đi thăm viếng lăng Bác nha. Nhà tôi chối từ. Ấy, mình đi để được mua mỗi người một mẫu bánh mì giá rẻ cơ. À, thì ra thế. Người ta bỏ ra một ổ bánh mì rẻ tiền để dựng được huyền thoại lòng sùng kính của quần chúng với lãnh tụ vĩ đại và để tha hồ tuyên truyền với toàn dân thế giới. Tuần lễ đã qua, anh Tường và nhà tôi trở lại bộ cải tạo và được xác nhận tin tôi đã được thả. Trên đường đi đăng ký vé máy bay, anh Tường nói, tôi khuyên, có chú ấy được về, cô chú sớm tìm đường ra nước ngoài. Tôi thấy cháu kháo khỉnh tôi thương quá. Cháu sẽ không được đi học, không có một tương lai trong xã hội này. Anh Tường khuyên thành thật, về sau chúng tôi được tin buồn. Anh Tường và con trai bị bắt khi tìm đường vượt biên ở Hải Phòng. Trong xã hội độc tài, nhà tù mà chúng tôi sống qua được là cũng nhờ vào lòng tốt và tình người cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Trong gian nan khốn khó lòng nhân đạo được cảm nhận sâu xa và đầy đủ nhất. Chúng tôi là những nhân chứng sống. Một chuyến ra đi, về lại Sài Gòn chúng tôi quyết định tôi sẽ ở lại cùng với ba má nhà tôi và nhà tôi tiếp tục làm việc ở Long Xuyên để tiện việc lo vượt biên. Tháng 4 năm 1980, chúng tôi được cố giám mục Long Xuyên sắp xếp cho đi vượt biên cùng với tổ chức của ông S. Ông này đã tổ chức thành công nhiều chuyến. Chuyến này là chuyến chót, ông đem hết gia đình trên hai chiếc ghe chở khoảng 210 người. Chúng tôi đi vào cuối tháng 4, ngày trước có giông bão cấp 4, sáng ngày đi trời còn âm u và mưa lất phất, chúng tôi chuyển xuống ghe lớn an toàn. Và sau hai ngày hai đêm chúng tôi tới Thái Lan, chúng tôi vào trại tị nạn Liêm Sỉnh. Chúng tôi bị trở ngại khi đi phỏng vấn với phái đoàn. Chị hai của nhà tôi hình dáng nhỏ thó rất khác với nhà tôi, quá nhút nhát không chịu trả lời phỏng vấn viên, nên hồ sơ tị nạn bị xếp lại. Cũng may nhờ có một nhân viên tòa đại sứ Mỹ ở Bangkok chuyển gia đình chúng tôi về trại,
Lâm Phu Y Ni ở Bangkok. Tại đây một cô tình nguyện viên làm thân với nhà tôi và dẫn ông chồng đến gặp chúng tôi. Ông này là người phụ trách toàn chương trình định cư của Mỹ ở Thái Lan. Ông đã giúp chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục để định cư ở Mỹ. Lại một lần nữa, gia đình chúng tôi đón nhận lòng tốt và nhiều sự giúp đỡ trên đường đi tị nạn từ nhiều người thân lạ đều có đủ. Đầu tháng Giêng năm 81, 11 giờ đêm, phi cơ phản lực American Airways cất cánh, đem chúng tôi lên cao dần. Nhìn qua khung cửa, ánh đèn thành phố mờ dần. Một quãng đời tôi cũng vùi vào quá khứ, một nỗi buồn man mác tràn dâng trong lòng tôi. Phi cơ càng lên cao, ánh trăng bàn bạc soi sáng không trung. Lòng tôi thầm cảm ơn Chúa và tri ân lòng tốt và tình người mà nhiều người thân, bạn hữu và ân nhân đã tặng cho chúng tôi. Một vài đám mây nhẹ nhàng trôi, tôi tự cố gắng sống cho phải đạo để đáp ứng phần nào nghĩa tình mà tôi chắc chắn. Rồi đây trong khoảng thời gian còn lại, nơi chân trời xa lạ chúng tôi sẽ tiếp tục đón nhận. Con tàu tiếp tục phi vào không gian vô tận, không gian của tự do và tình người. Tác giả Nguyễn Vĩnh Bình. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.